Xin chào các bậc phụ huynh và các con thân yêu. Trước tình hình dịch bệnh COVID đang diễn ra phức tạp, sau đây cô Tuyết xin gửi tới quý phụ huynh video hướng dẫn phòng bệnh COVID cho trẻ tại nhà. Thứ nhất, đối với những trẻ có bệnh nền, cha mẹ cần giữ gìn vệ sinh cá nhân cho trẻ. Rửa tay thường xuyên dưới vòi nước chảy bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn ít nhất 30 giây. Súc miệng họng bằng nước súc miệng, tránh đưa tay lên mắt mũi miệng. Vệ sinh môi trường và tiêm phòng đầy đủ. Thứ hai, cha mẹ và gia đình cần hạn chế để trẻ tiếp xúc nơi đông người, hạn chế tiếp xúc trực tiếp với những người có dấu hiệu viêm đường hô hấp cấp tính. Trong trường hợp đi ra ngoài, phải đeo khẩu trang y tế đúng cách, giữ khoảng cách khi tiếp xúc. Thứ ba, hướng dẫn trẻ che miệng và mũi khi trẻ ho hoặc hắt hơi, không khạc nhổ bừa bãi nơi công cộng. Thứ tư, đảm bảo an toàn thực phẩm khi sử dụng các loại thực phẩm đã được nấu chín. Thứ năm, giữ ấm cơ thể cho trẻ, tăng cường sức khỏe và ăn uống nghỉ ngơi, sinh hoạt hợp lý. Thứ sáu, rửa tay bằng nước sạch và xà phòng sau khi tiếp xúc với động vật nuôi. Thứ bảy, tăng cường không khí khu vực nhà ở bằng cách mở các cửa ra vào và cửa sổ, hạn chế sử dụng máy điều hòa, thường xuyên lau nền nhà, tay nắm cửa và bề mặt các đồ vật trong nhà bằng xà phòng, dung dịch khử khuẩn. Thứ tám, khi trẻ có các triệu chứng sốt, ho, khó thở, gia đình cần thông báo ngay cho cơ quan y tế, đồng thời thông tin về các triệu chứng và lịch trình di chuyển trong thời gian gần đây để có biện pháp hỗ trợ đúng. Chúc các bậc phụ huynh và các bé luôn mạnh khỏe cùng chiến thắng đại dịch.